chào mọi người, chúng ta sẽ cùng đi update trạc con vàng cho tối ngày 3 tháng 7. Như vậy là chúng ta có một swing buy về vùng 54 đúng không? Mình view về vùng 54 ở buổi sáng ngày hôm nay rồi. Một nhịp chúng ta thấy là gì, vàng là một xu hướng tăng rất rõ ràng rồi sau khi nó break khỏi cái vùng đỉnh cũ đúng không? Vùng đỉnh cũ 39.x thì nó tạo ra tín hiệu sai uptrend rồi. Và sau đó chúng ta thấy là những nhịp test LPS và đi lên. Và mục tiêu chúng ta đánh lên vùng 5456 và quản trị vốn. Lý do chúng ta cần quản trị vốn đó chính là gì? Giá test gì? Test đường cản chéo đúng không nào? Mình đã view rồi. Break lên đường cản chéo và nó có phản ứng. Thì vùng giá 56 cộng trừ cũng chính là cái vùng giá ở trên vùng này. Chúng ta có một vùng Quasimodo vùng 5655 đúng không? Chúng ta có thể đánh những lệnh sell scalp chỉnh xuống từ vùng này nhá và chốt lời dần ở vị trí 47.x. Đó. Ngày hôm nay chúng ta có một lệnh buy tương đối đẹp, đó chính là vùng giá 27.x. Ngay từ đầu phiên sáng chúng ta view 27.x rồi đây mọi người nhá. View gì? Sell 32 xuống 27 sau đó bắt một lệnh buy đi lên với mục tiêu gì? Đi lên quét về vùng 4x và mình buy tiếp vùng 43 lên trên vùng 5x. Lệnh thì đã có call trong nhóm giúp khách hàng và có plan cho trước anh em rồi nhé mọi người nhé. Đây chúng ta có, còn đến giai đoạn hiện tại thì sau khi mà giá lên trên vùng cung này chúng ta sẽ đánh sideways thôi, ngày hôm nay chúng ta đây tất cả những nhịp mà bạn plan từ qua rồi chúng ta view là gì, chúng ta sẽ đánh hold các lệnh buy lên trên vùng 4x và những vùng này chỉ đánh scalping này, bọn mọi người thấy không, vùng 44 đánh scalp xuống là điều chỉnh xuống đó, đây là các mốc điều chỉnh nha mọi người nhé. Đây này anh em thấy không, mốc 44 này nó cũng rơi về vùng 38 chúng ta chốt lời rồi. Đây là các mốc điều chỉnh nhá, mốc giá sell 55 này, SL56.8 này, đó chúng ta cũng đánh được về vùng 47.x thì có phải là được 80 pip không, đấy là những mốc điều chỉnh. Thì khi mà con vàng lên trên mốc này thì các cái lệnh mà swing buy ở bên dưới chúng ta sẽ chốt lời bớt vị thế cho mình nhá, chốt bớt vị thế ra. Và chúng ta có thể cài BE lệnh ở dưới và chúng ta sẽ chờ đợi cú test. Nếu như test thành công thì chúng ta sẽ tìm được vùng giá có thể Q68, Q87 cho sau tin non farm. Đó, sau tin non farm có thể Q lên trên vùng 2309x đến 2400x chúng ta mới có thể sell xuống. Còn các cái lệnh sell vùng giá 54, 56 chúng ta vẫn chơi nhưng mà quản trị vốn ở cái vùng giá 47 cộng trừ, chúng ta sẽ quản trị vốn vùng đó nhé. Đây này, tất cả những nhịp mà mọi người thấy không, các lệnh buy chúng ta sẽ hold và nhồi buy hôm nay có cái nhịp nhồi buy ở 27 đúng không ạ, chúng ta sẽ chốt lời ở vùng 54, chốt bớt vị thế ra và có thể là giữ một phần và chờ đợi cú test đến đoạn này thì đánh scalping thôi đúng không, cái vùng 55 sell chúng ta vẫn có thể là chơi được đó nhớ nhá. Ngày hôm nay là tin là dự báo thì nó tốt cho đồng u, nhưng mà có một vài tin, có hai mẫu tin giằng co nhau mọi người nhé. Cái tin thứ hai là tin tốt cho vàng và tin 21 giờ cũng có thể là tốt cho vàng, và giá hiện tại thì đang đi lên trên vùng cản rồi đó, lên trên vùng cản thì mọi người chú ý một chút nhé. Đó thì kịch bản cho giai đoạn hiện tại thì sao, chúng ta đang có một cái cây lến đóng như vậy là đóng engulfing đi. Nếu như đóng lên trên vùng này nó engulfing, hoặc nếu như mà nó đóng lên trên vượt, nhìn chung là ngày hôm nay nếu như đóng vượt trên 40, vẫn là đóng trên 40 thì chúng ta có một cái nhịp mà có sai hợp trang đi lên và những cú test lại đúng không? Những cú test lại, thứ nhất là test về đỉnh cũ vùng 37 và 40, thứ hai là có thể là test hẳn dưới cái vùng OB này, đó không kêu được cái vùng đáy này thì chính là cái nhịp mà chúng ta thấy là test LPS và đi lên. Thì mục tiêu thì chúng ta vẫn chờ gì, break kênh giảm và gì test lại đi lên trên vùng này đó, sau đó chúng ta sell xuống đó. Còn tất nhiên nếu như nó fill gãy vùng này đúng không, quay trở lại một cụm lên đảo chiều chẳng hạn thì chúng ta sẽ thay đổi view sell xuống, còn hiện tại chúng ta vẫn bị ưu tiên canh buy lên và quản trị vốn trên cái vùng cung này, trên đường trendline này mọi người nhé. Đó về H1 thì hôm nay chúng ta view là cái mốc giá 52 cũng có phản ứng giá này, tuy nhiên là vùng hôm nay mình view là tạo đỉnh có thể là trong ngày thì có thể là vùng 61 đến vùng 69 cơ, một trong hai mốc này nhá. Thì nếu như ai mà sell trên vùng này sẽ chờ tín hiệu rút dâu xuống và SL hoặc là SL 30 pip mỗi vùng chúng ta sẽ đánh scalping. Còn hiện tại thì chúng ta đang đánh sideways thôi, tại vì sau một cái nhịp tăng mạnh nhớ nhá, sau một cái nhịp tăng mạnh thì giá nó tạo ra một cái swing sell. Hiện tại con M1 đang là xu hướng mà đang tăng thành đi ngang, chúng ta sẽ chờ một cái vùng biên đi ngang quanh quanh mốc giá 53 đến 47 đúng không ạ, và chờ đợi có thể là tái tích lũy trong vùng này
có thể là một nhịp tái tích lũy đi lên tiếp đó, thì những cú sprint xuống vùng vùng 43 45 là có thể là cơ hội đó. Nếu như mà có những cú backup sâu và quét quét thanh khoản vùng này, chúng ta có những vùng vùng từ 38 40 chúng ta vẫn view các kèo bay đi lên thôi đó, và chủ động quản quản trị vốn khi mà giá giá chạy lên trên vùng cung này vẫn là cái vùng cung từ 54 đến 56, và tất cả những cái lệnh sell 54 56 chúng ta sẽ cần phải quản trị vốn chốt lời bớt vì thế nhá. Đó, đây mọi người thấy update lệnh này. Ngày hôm nay chúng ta có một cái lệnh mà sell vùng 3233, target là 27, từ 27 chúng ta bay vút lên vượt 37 đó mọi người nhá. Đó, sau đó chúng ta có một lệnh bay bay tiếp tục của 41 43 này. Giờ chiều nhá, 43.x chúng ta bay tiếp. Bay tiếp thì view là sẽ lên trên vùng 53. Đó, tuy nhiên là cái nhịp mà đánh lên trên vùng 54 ấy. Đó, lên 54. Đây chính là cái đoạn update này mọi người này. Chúng ta có buy 42.x nhá. Đoạn này chúng ta lại buy tiếp 42.x. Cái nhịp này đi lên, 42 đi lên và mình view lên 5x luôn nhá. Nhớ là sell trước khi buy, sell chỉnh sau đó buy lên. Đó. Còn sau khi mà nó lên trên vùng vùng 54 5556 rồi thì chúng ta có thể sell cạnh trên, có thể là sell từ 53 54. Đó, ở vùng SVG này thì sell xuống. Vùng SNR 47 đúng không? View về 47.2 này, về 47.x này, mọi người có thể canh buy 47.48 và lại như ngày hôm trước thôi, chúng ta buy biên từ 47 đến 53 trong biên này trước khi có những nhịp mà fake qua fake xuống quay trở lại range và đi lên đúng không? Còn những cái vùng này là IDM có thể là giá sẽ quét qua trong cái nhịp gần 21 giờ thì quét xuống cái vùng 38 40 chúng ta có thể timing các lệnh bài đi lên được nhé mọi người nhé, và chủ động chốt lời lên trên vùng cản rồi chủ động chốt lời lên trên vẫn có thể sell đánh scalp xuống. Và nhớ là nếu như đây là một cái bài phân phối nhỏ điều chỉnh xuống thì chúng ta sẽ cần phải chờ chờ đợi xác nhận đúng không, thì chúng ta mới sell cầm dài được, còn đây là chỉ là nhịp đánh scalp ngắn thôi và chủ động chốt lời bớt và chờ một cái vùng bias mới mới xác định được. Vì hiện tại đang ở xuống tăng thì chúng ta sẽ vẫn ưu tiên canh chỉnh để bay lên mọi người nhé. Đó mọi người thấy là đây cái đoạn này trước tin là mọi người thấy không? View là chúng ta sell ở vùng này xuống xuống 47.x và bay đẩy một nhịp lên, bay đẩy một nhịp thì chốt lời bớt ở vị thế 53 54 rồi thôi. Chốt bớt để đánh scalping nhé mọi người nhé. Rồi, quay trở lại một chút về chart BTC đi. BTC thì mình view ngày hôm nay rồi, chúng ta có các cái mốc buy 56.5 59.6.5 đúng không? Buy scalp lên được nha mọi người nhá. Mốc này buy được. Đó, 56.9 đây chúng ta thấy nó về 59.6 buy lên, và mục tiêu thì chúng ta vẫn có thể là target lên trên vùng 60.x đúng không? Đó thì lệnh BC chúng ta có ăn rồi mọi người nhá. BC chúng ta có một cái buy lên đó. Rồi mọi người thấy này, BDC chúng ta cũng có một kèo buy lên mọi người nhé, buy từ vùng 59.6 SL 30 pip đúng không? Giá bật lên thì đây chính là những mốc timing, và vùng giá 60.9 chúng ta sẽ timing sell xuống nhá, đấy là cho BTC. Rồi, như vậy là kịch bản cho ngày mai chúng ta vẫn timing các nhịp buy ở vùng 38 40 và có thể những cái vùng 30 đó, quanh cái mốc giá 29 đến 33 đấy, những vùng đó chúng ta sẽ tham minh các lệnh buy đi lên. Còn những cái lệnh sell vùng giá 54 56 chú ý cho mình nhé, quản trị vốn bốt ở vùng 48 47. Quản trị vốn có thể là mọi người muốn giữ sell thì mọi người phải chốt 50% hàng ra và có thể là và chờ đợi thêm đúng không? Ở giá test lên vùng cung rồi thì chúng ta có thể có quyền chơi sell, nhưng nhớ là gì? Chốt lời bớt vị thế quản trị vốn đó, tại vì đang nó xuống tăng mà đúng không ạ? Đó thì cái chiến lược của mình thì vẫn là gì, ưu tiên nhất là vẫn là kèo kèo canh chỉnh buy đi lên và break break xuống giảm này, và có thể giá sẽ bò lên trên cái vùng quét thanh khoản 87 cho cuối tuần này, và sau đó mới mới sell sập lại xuống đó. Đây là cái plan cho swing nhá. Còn còn có thể nếu như giá quay trở lại fill được cái vùng giá 19 này thì chúng ta sẽ đổi view sell sập xuống, còn lại là các cái nhịp mà buy swing ở dưới thì mọi người có thể vẫn giữ một phần và nhớ là phải cắt bớt vị thế 54 56 ra, và có thể là canh canh những nhịp LPS test xuống và chúng ta sẽ bay lên nhé. Hiện tại thì mình đang có rất nhiều cái clip về về SMC, ICT và Wyckoff đó, thì trong thời gian sắp tới những cái clip về cơ bản hoặc là những clip về lý thuyết mình sẽ update cho cộng đồng có thể xem. Còn những cái thế đánh, những setup mà nhất quán để anh em có thể chơi quỹ hoặc để chơi quỹ cá nhân
thì mình sẽ mình đang quay và anh em học viên sẽ chờ đợi nhé, chờ đợi thêm một chút.